Ok, câu đầu tiên nè. Bon nhâm bai hai nữ. Bon nhâm bai hai nữ. Chị ăn cơm rồi chưa ha? Bon nhâm bai chìa muôi nẹt nè. Bon nhâm bai chìa muôi nẹt nè. Chị ăn cơm với người nào? Ngày ní bon miên mà hộp ấy nhằm. Ngày ní. Ngày ní bon miên mà hộp ấy nhằm. Hôm nay chị có món gì ăn? Tư tròn. Tư tròn. Đi thẳng. Bọt chuyền. Bọt chuyền. Quẹo trái. Bọt đâm. Bọt đâm. Quẹo phải. Tư cròi. Tư cròi. Đi sau. Bọt vinh. Bọt vinh. Quay lại. Bọt cròi. Bọt cròi. Quay lại đằng sau. Nhóm tư xa bằng kiền con. Nhóm tới xa bằng kiền con. Tôi đi chợ bằng kiền con. Tư tư chăm nhóm prap lời. Tới tới chăm nhóm prap lời. Đi đi đợi tôi bảo đường. Nhóm thlop tư bay đồ la. Nhóm tới nhóm lạp tới 3 đô la. Tôi từng đi 3 đô la. Tôi nhóm từng đi 3 đô la ha, ok. Nhóm bắt cà bộp lôi. Nhóm bắt cà bộp lôi. Tôi mắc bóp tiền. Bon chui rốt nhóm bàn ớt. Bon chui bọc nhóm bàn ớt. Anh giúp tôi tìm được không? Còn câu gì mà chị cần dùng mà chị chưa nhớ không? Tại vì em sẽ gợi ý cho chị gì đó, gợi ý những cái câu mắc đồ mắc gì mình kêu người ta giúp, quên đồ. Ừ, ví dụ mình nói là tôi quên đồ ở, tôi quên đồ rồi, mình nói sao? Tôi quên đồ rồi. Tôi quên đồ rồi. Nhôm play robot. Nhôm play robot. Nhóm play robot hai. Nhóm play robot hai. Đúng rồi. Nhóm play robot hai. Tôi quên đồ rồi. À. Tôi quên đồ rồi. Nhóm play robot hai. Quay về. Lấy. Quay về lấy. Quay về mình học rồi nè. Nè. Quay về. Quay về hay quay lại nè. Bọt rồi. Bọt rồi đúng rồi. Bọt rồi. Bọt rồi. Bọt rồi. Bọt rồi gì? Bọt rồi. Robot. Bọt rồi vô. Bọt rồi vô. Vô. Đúng rồi. Bọt rồi vô ha. Ok. Bọt cào vô. Bọt cào vô ha. Bọt cào vô là quay lại đằng sau lấy. Ừ, quay lại lấy gì cũng được ha. Bọt cào vô. Nhóm click robot hai. Tôi quên đồ rồi. Robot là đồ ha. Nhóm click robot hai. Bọt cào vô. Bọt là đồ hả? Bọt hả? Bọt là quẹo. Robot hả? Robot là đồ. Đồ. Còn bọt rồi. Bọt rồi là quẹo sau. Quẹo quẹo đằng sau, đi đằng sau, trở lại đằng sau cũng được. Bọt rồi. Bọt rồi là trở lại đằng sau. Lấy đồ, quay về lấy đồ là sao? Bọt rồi. Bọt bọt rồi vô robot. Vô robot. Bọt cào vô rồi bọt ha. Bọt cào vô rồi bọt. Ok, hôm nay mình học bao nhiêu đây ha? Chùm riệp lia bông. Bye bye. Chùm riệp lia. Sai chuột nia. Chùm riệp lia. Ba chùm riệp lia sai chuột nia. Gánh gánh xem bài hay chị ha. Bye bye. Bye.